Shop Phụ Tùng Trần Đạt xin kính chào tất cả quý anh em nha. Thì hôm nay xin giới thiệu với anh em với các sản phẩm AB. Thì cuối năm rồi bán giá rẻ cho anh em. Tại vì như sáng nay mình có biết á, là công ty AB người ta mới đang thông báo ở trên trang là tất cả các sản phẩm từ phân phối sỉ cho tới phân phối độc quyền. Bên mình là phân phối độc quyền nha. Thì đều sẽ tăng giá. Đều sẽ tăng giá, không biết tăng bao nhiêu, nhưng qua năm, qua Tết âm lịch là người ta sẽ tăng giá lên. Thì cũng phải chịu ra anh em, tại vì qua mỗi năm thì giá nó sẽ tăng lên một xíu. Tại vì cái đó là cái luật của các cái công ty rồi. Thì bây giờ hôm nay thì mình cũng còn một số món của AB Malaysia muốn giới thiệu cho các quý anh em. Thì ở đây là mình có hai cái sản phẩm. Thứ nhất là một cái trục đuôi đèn xi nhan ngoài của Quay 110 Thái. Thứ hai là mình có một cái đế luôn, nguyên một cái đế của chụp xi nhan của 110 Thái luôn ha. Bây giờ mình sẽ mở ra cho anh em coi phía bên trong như thế nào. Thì về trước tiên mình sẽ báo giá cho anh em. Nếu cái chụp này không này thì hiện tại bây giờ bên giá shop mình đang bán giá rất là rẻ, có 150 ngàn một cặp thôi ha. Chụp đuôi đèn sau của ngôi Thái 110 chính hãng AB Malaysia đó, đây anh em ha, đây là chất lượng nha. Đó thì cái sản phẩm này là giá rất là rẻ, 150 ngàn. Còn nếu mà anh em nào chúng ta lấy luôn có cái đế ở phía sau này, cái đế ở phía sau này thì cái này sẽ là 250 ngàn nha. Rồi bây giờ mình sẽ mở ra cho anh em coi phía bên trong chất lượng nó như thế nào và cái giá bỏ ra nó có xứng đáng với lại cái chất lượng hay không ha. Rồi ok anh em, bây giờ mình đã mở ra cho anh em coi rồi ha. Tất cả ở đây thì nó có 5 loại. Một loại là chụp xi nhan màu xám khói, chụp xi nhan màu vàng đỏ, chụp xi rồi đế đèn xi nhan màu xám khói, đế đèn xi nhan màu trắng và đế đèn xi nhan màu vàng đỏ ha. Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành mình giới thiệu cho anh em cũng như là báo giá cho anh em cụ thể ha. Đây. Đầu tiên là cặp chụp đèn. Cái này nó chỉ có cái chụp bên ngoài thôi nha. Gọi là chụp đèn xi nhan màu xám khói. Đấy. Nếu như anh em muốn mua thì anh em có thể gọi cho Đạt và nói là chụp đèn xi nhan màu xám khói. Cái này thì phải gọi là rất là đẹp luôn, rất là đẹp. Cái này thì nó dành theo phong cách dạng hơi trẻ trung nha. Những anh em mà chúng ta trẻ trung năng động, chúng ta muốn cái xe mình nó phá cách một xíu thì anh em lấy cái màu này rất là đẹp này. Đó. Anh em ha, cái này là anh em mua ở quê là không có nha. Hàng này là độc quyền không có đâu. Rất là ít người cung cấp phân phối cái này. Bên mình cũng là một trong những đơn vị rất là ít. Công ty AP người ta phân phối chính hãng nha. Đó, anh em thấy không? Này, xem khói này. Trong này nó có những cái mã nha. Này, nó có những cái mã này. Đó, OEM 29041. Đây, rất là đẹp nha. OEM 29041. Rồi, ok anh em ha. Rất là đẹp. Đó, một cặp như vậy chỉ có 150 ngàn thôi, cũng rất là rẻ nha. Rồi, đó là màu xám khói. Tiếp theo đây là màu vàng đỏ nha anh em. Màu vàng đỏ này. Đây. Anh em thấy ha, nó giống hệt với lại Quay 110 luôn nha. Những anh em mà chúng ta đang xài Alpha, anh em muốn lên dàn này là nó cũng hẳn Quay 110 luôn. Cái màu thì nó y hệt Quay 110. Rất là đẹp. Quay Thái 100 cũng được nha. Đó. Rất là chất nha. Chung là tuyệt vời, chất lượng tuyệt vời rồi. Thì nhiều anh em chúng ta lo lắng về vấn đề là sử dụng một thời gian nó sẽ bị mờ, thì mình cam kết với anh em luôn về đèn AP là một cái thương hiệu rất là lớn rồi. Nếu mà anh em là chúng ta chơi xe thì lâu năm thì anh em biết rồi, cái thương hiệu AP Malaysia này nó rất cực kỳ lớn nha, và cái chất lượng đèn của họ rất là tốt luôn. Cái này thì mình bao anh em sử dụng 5-10 năm không bao giờ nó bị mờ, bị đục nha. Nó không giống như hàng Trung Quốc, nó chất lượng của hàng Di làm sao thì nó tương tự như vậy, tại vì cái này nó là hàng chính hãng của tập đoàn AP chứ nó không phải là cái dạng mà hàng nhái hàng giả nha. Cho nên là anh em chúng ta cứ yên tâm. Đấy, những cái này là anh em sử dụng hoài luôn, nó vẫn trong. Nó giống như nó giống như là chóa zin chứ nó không phải dạng như chóa Trung Quốc là anh em sử dụng là nó sẽ bị mờ đi, đục ngầu rất là xấu. Còn cái này thì anh em chúng ta sử dụng thoải mái, cực kỳ đẹp tuyệt vời luôn. Đây, mặt sau này, mã mộc các kiểu này. Anh em thấy không? Mã này. Đây. Hàng nhẹ hàng nhái là nó không có những cái mã như vậy nha. Rồi, anh em thấy không? Này. KFLA len PMMA này. Đó, anh em thấy xịn không?
cái nhà hàng Trung Quốc là nó không bao giờ nó có cái chữ, những cái mã như vậy nha. Đó nè, đó anh em thấy không, cái FLA đó, đó là chất lượng này, anh em có thể nhìn thấy ha. Nói chung là về cái chất lượng này thì mình không cần phải nói nhiều rồi, quá là đẹp. Màu xám khói nha anh em, cái này là màu xám khói giá 250 ngàn nha. Cái bộ mà nó có cái đế, này này là 250. Rồi tiếp tục mình sẽ giới thiệu cho anh em một màu nữa, là màu trắng, trong nha. Đây, màu trắng trong này thì cái này thì nó lạ, và nó độc hơn cái kia ha. Cái này thì đi đêm thì cái đèn xi nhan này nó sẽ sáng hơn và nhìn cái xe mình nó rất là sáng nha. Tuy là nhìn nó không giống với lại quay 110 zin nhưng mà nhìn cái phong cách nó thì nó khác hơn, nhìn cái xe nó sáng hơn. Đó, sáng trong nha, màu này rất là đẹp này. Cái này nhìn thực sự nhìn ngoài rất là đẹp, bên em quay vô trong này thì nó không được đẹp cho lắm nhưng mà nhìn ở ngoài nó rất là sáng, rất là tuyệt vời luôn. Anh em thấy không, nó bóng mà nó ánh 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 lên nhìn rất là đã nha. Mình sẽ bật à quên, đèn thì nó hết hết bật đèn rồi. Đây, anh em sẽ thấy là nó cực kỳ ánh, nó cực kỳ đẹp luôn. Nói chung là cái này anh em gắn vô là nhìn nó giống như hai viên kim cương vậy. Đó, nó rất sáng luôn. Đúng không? Cực kỳ đẹp nha. Cái này rất đẹp nha. Nếu giờ mình thấy cái này đẹp nhất nè. Đó. Này giá của nó là 250 nha. Rồi, tiếp theo lấy một cái chụp đèn màu vàng đỏ cho anh em này. Vàng đỏ này thì cái này giống hệt với quay 110 Thái nha. Anh em là chúng ta đang đi bên pha này muốn giật quay 110 thì anh em chỉ mua bộ này là hợp nhất nè. Còn những bộ kia thì nó cũng lên quay 110 nhưng mà nó phá cách hơn, độc đáo hơn chút xíu. Đó. Rất là đẹp, rất là sáng. Cực kỳ chuẩn nha, cái màu này chuẩn y hệt 110 luôn nha, chứ nó không phải dạng như những cái hàng nhái. Nhìn cái màu vàng nó mắc cười lắm anh em, còn cái này màu vàng nó cực kỳ đẹp luôn. Đó anh em thấy không? Rất là đẹp. Rồi thì có giới thiệu sơ qua cho anh em về những cái mẫu đèn Abi Malaysia. Thì anh em nào chúng ta có nhu cầu anh em có thể liên hệ với shop mình nha. Số điện thoại là 0915 434 973 nha anh em. Để quay các mẫu đèn cho anh em coi ha. Anh em là chúng ta có nhu cầu thì anh em liên hệ với shop nha. Rồi, cảm ơn quý anh em rất là nhiều. Hẹn gặp quý anh em ở những clip tiếp theo nha.